Con đang ngồi ở trong phòng. Chị Mi, nhà đang có tang, chị có thể bớt vui vẻ đi được không? Này, bố mẹ mất cũng được mấy ngày rồi, bây giờ tao vẫn chưa có cái bộ mặt ngủ xuống để em xem. Chị, mà mày lại định đi ra mộ à? Mà sao thấy suốt ngày mày đi ra mộ? Thế tao hỏi mày, mày đi ra mộ ấy thì bố mẹ có sống dậy lại được với mày không? Bố mẹ mất còn chưa được 50 ngày, chị nói như thế mà được à? Tao nói thế thì làm sao? Suốt ngày mày đi mày trưng cái bộ mặt ủ rũ ở trong nhà này, mày định biến cái nhà này thành nghĩa trang? Chị im đi. Ừ thì cũng đúng rồi. Ở trong cái nhà này bố mẹ mày cưng mày như cưng trứng ấy. Tao chả là cái gì. Thôi, cố gắng mà nâng cái bộ mặt này đi cho người ta xem để người ta thương. Thôi được rồi, em nói với chị cũng vô dụng thôi. Ơ, Thủy, em dậy rồi à? Em ăn cháo đi này, chị vừa mới nấu đấy. Hôm nay chị bị làm sao đấy? À, chị không sao. Nhưng mà chị muốn cảm ơn em vì những lời mà em nói với chị. Thực sự ý, thì thằng Bảo nó là một thằng sở khanh em ạ. Nó lừa tình chị, nó nói nó yêu chị mà nó vẫn đi ngủ với con khác. Chị ơi, chị đừng buồn nữa, có em ở đây rồi mà. Thủy, chị cảm ơn ấy vì đã luôn ở bên chị. Chúng ta là một gia đình mà. Chị đừng khóc nhá. À, em ăn cháo đi không nguội. Vâng. Chị ăn chưa? À, chị ăn rồi. Em cứ ăn đi, cháo ăn nhiều lắm. Vâng ạ. Chẳng ngon lắm chị ạ. À, em ăn đi. À, mà bây giờ chị phải đi ra ngoài có chút việc rồi, em cứ ăn đi nhá. Chị đi nhá. Không được đâu, em sợ lắm. Chị ơi.
tĩnh lại đi đã. Chị ơi, chị ngủ đây với em nhá. Ừ, được. Thế để chị bật đèn cho em ngủ nhá. Ồ, chị biết rồi, chị biết rồi. Em lên em nằm đi đã. Em lên nằm đi rồi chị nằm bên cạnh nhá. Chị đừng đi đâu nhá. Ừ, chị biết rồi. Bà nội ơi, con nói thật đấy, con sợ lắm. Đừng sợ, chắc do độ này đầu óc nó căng thẳng quá thôi. Con cũng không biết nữa, nhưng mà đến sáng nay tỉnh dậy thì không thấy số điện thoại đêm qua gọi đâu rồi. Con sợ lắm mà. Được rồi, được rồi. Chiều nay bà sẽ lên thành phố, tiện thể chăm sóc hai đứa luôn. Vâng, con nhớ bà lắm. Ừ thì bà cũng nhớ hai đứa nhiều lắm. Còn giờ thì con nghỉ đi nhá. Bà đi chuẩn bị đồ đạc, rồi bà ra đón xe bà lên đây. Con chào bà. Thủy, em nói chuyện với ai đấy? Bà nội chị ạ. Bà bảo là chiều nay bà lên với chúng mình. Bà nội lên đây á? Vâng. Nhưng bà lại lên cái giờ này không biết. Chị nói vậy là sao? À, chị không có ý gì. Tại là chị sợ bà đau lưng đi đường xa nó không tiện. Mà này, em nói với bà chuyện hôm qua chưa? Em có nói, bà bảo là chắc là do em căng thẳng thôi. Ừ, mà thôi, em ăn hết bát cháo đi. Chị đi có việc, tiện thể tí nữa có gì chị đón bà nội luôn nhá. Vâng ạ, chị về sớm nhá. Ừ. Đâu rồi là cháu gái của bà thế nào rồi? Ba. Ôi đưa bà xem nào. Vẫn xanh xao vàng vọt thế này, tội nghiệp cháu tôi quá đi. Con đỡ nhiều rồi mà bà. My ơi, mang cho bà cốc nước vào đây nhá. Bà ơi, con nhớ bà lắm ấy. Thế chuyện nó xảy ra như thế nào? Kể bà nghe xem nào. Tối hôm trước ấy, cái lúc mà con đang ngồi ở trong phòng. Chuyện gì đấy hả My? Chị ơi, sao đấy? Có người muốn giết cháu. Đâu không chuyện đó. Không có chuyện đó, chuyện gì đâu. Bà ơi, nhà này có ma bà ơi. Con đã nói với bà rồi. Thủy ơi. Thủy ơi. Thủy, xin chào Thủy, Thủy. Chị vào phòng cùng với bà nhé. Nhanh lên chị ơi. Bà ơi, đóng cửa lại nhá. Sợ lắm. Bà ơi, chị ngủ rồi. Chị khóc nhiều quá, chắc là sợ lắm. Thôi cứ để cho chị ngủ. Con ngồi đây với chị, để bà ra ngoài mua ít đồ về nấu cơm cho hai đứa ăn. Không. Thế không ăn thì sống sao nổi hả con? Nhưng mà bà phải về nhanh đấy. Bà sẽ đi rất nhanh, yên tâm đi, cứ ngủ đây. Bà ơi, bà đóng cửa lại nhá. Thank you.
có bà đây rồi, đừng sợ. Không, con không chịu được nữa đâu. Mình đi thôi bà ơi, nhà mình có ma. Ừ rồi rồi rồi, mình sẽ đi, mình sẽ không ở đây nữa. Bình tĩnh đi con, bình tĩnh nào. Bây giờ nằm xuống, để bà Ly lấy cho cốc nước uống nào. Bà ơi, bà đừng đi, con sợ. Sợ gì con, có bà ở đây thì còn sợ gì nữa. Nằm im đây, để bà đi lấy nước cho uống. Nhá. Vâng ạ. Alo, anh à? Mà em nghĩ có khi mấy hôm nữa. Rồi, em biết rồi. Thế nhá, em yêu anh. Bye bye. Con nói chuyện với ai mà vui vẻ thế? Bà nội à? Con nói chuyện với bạn con ạ. Em nó đang ốm, con dành nhiều thời gian chăm sóc em. Đừng có tốn thời gian mà chuyện phiếm với mấy đứa bạn nhá. Dạ vâng ạ. Suốt ngày con em muốn em. Bà đưa cái Thủy đi khám. Cháu ở nhà lo cơm nước đi nhá. Dạ vâng ạ. Bà với cả Thủy đi cẩn thận. À mà Thủy này, em cầm điện thoại đi, không lại quên. Vâng ạ. Em đi đây ạ. Có khám đằng giờ ấy, cũng chả khỏi được đâu. Tốt nhất nên là vào viện tâm thần mà ở đi là vừa đấy. Alo, anh à, anh qua nhà em đi nhá. Nhà em chả có ai cả. Lâu lắm chả được ôm anh nhiều rồi đấy. Nhớ muốn chết đi được ấy. Nhá, anh qua nhanh em nhá. Em biết rồi, bye bye. Wow. Em ơi, sợ quá, em nổi hết cả da gà đây này. Em phải tăng sự sợ hãi nó lên. Mà này, đêm nay anh sẽ cho nó vài cuộc điện thoại thôi là khiếp. Mà em bảo nhá, em thề là lúc nhìn mặt con Thủy, lúc mà nó sợ ấy, nó tái mét, nó tái xanh luôn ấy. Mặt xanh le luôn. Thì ra mọi chuyện là như thế này hả My? Bà, chị My, tất cả mọi chuyện đều do chị làm thật à? Chị, sao cháu độc ác thế? Thế Thủy, nó là em ruột của cháu đấy. Em ruột? Nói thật nhá, càng ngày em càng ghét con Thủy đấy. Dù gì nó cũng là em gái của em. Em ghét nó thì có lợi ích gì? Là em gái của em chứ không phải là mẹ của em. Em đừng có cáu gắt như thế, không xinh đâu. Hai người đang làm cái trò gì đấy? Sao em về sớm? Chị quá đáng lắm rồi đấy. Chị có biết suy nghĩ không à? Mày đừng có lên giọng với tao. Trước lúc mà bố mẹ chưa mất ý, thì đúng thật là mày là con cưng đấy. Nhưng mà bây giờ bố mẹ mất rồi, đừng có mà lên giọng kiểu đấy với tao nhá. Thôi được rồi, em chán phải giải thích với chị lắm rồi. Nhưng chị nên nhớ, ngôi nhà này là của hai chị em mình. Chị làm gì thì làm, đừng có mà hóng hách. Còn anh ta, từ ngày mai em không muốn thấy mặt anh ta ở đây đâu. Mày, thôi bình tĩnh đi, kệ nó. Anh này không, càng nó càng được đà chéo lên đầu lên cổ em mới ngồi đấy. Anh hỏi thật nhá, em có muốn tống cổ nó ra khỏi nhà không? Đuổi cho anh hỏi thừa. Em ý là em muốn nó cốt từ lâu rồi. Anh có cách à? Lại đây, lại đây, lại đây.
Cách hay đấy. Cách này ấy, đảm bảo là nó đi ra khỏi nhà luôn. Để em tính xem. Cháu với cả cái Thủy ấy, đều là con cái trong nhà. Mà tại sao cái gì tốt đẹp bà cũng dành cho Thủy đấy? Vậy con hỏi bà, con sinh ra ở cái gia đình này để làm cái gì? Đúng đấy, đúng là con dọa nó đấy. Bà biết vì sao? Bởi vì con không muốn nó xuất hiện ở cái nhà này. Con muốn nó phải vào viện tâm thần. Con mới là người tâm thần ý. Sao con lại có những suy nghĩ trẻ con thế? Con suy nghĩ trẻ con. Con chán cảnh ở cái nhà này lắm rồi. Anh ơi, mình đi đi. Chúng mình sẽ sống thật hạnh phúc. Để hai bà cháu này cũng nghĩ em một trẻ con nữa. Uống à? Như tôi với cô ấy chẳng có quan hệ gì cả. Anh nói cái gì đấy? Anh bảo anh yêu em cơ mà. Yêu đương gì cái loại độc ác như cô. Thằng này ấy chỉ lợi dụng cô thôi. Giờ thì cô hết giá trị rồi. Đồ khốn này. Thấy chưa? Không ai thương con bằng gia đình. Bà đây, rồi cả em Thủy nữa. Ai cũng yêu thương con mà. Sao con lại... Chị Nghi, em không cần biết chị đối xử với em như thế nào, chị nghĩ em ra sao. Nhưng đối với em, chị là người chị mà em yêu quý nhất. Bà ơi, chị xin lỗi. Biết lỗi là tốt rồi. Chúng ta là một gia đình mà. Cháu biết lỗi thì cháu sẽ biết sửa. Bà thương.